Tôi sẽ lấy chuyện thứ ba. Và đây là đề bài bài tập 3 là vẽ và mô phỏng mô đun ma trận phím kết hợp với 7 led bay đoạn với 4 led bay đoạn. Yêu cầu ban đầu là 4 led bay đoạn hiển thị các dấu đặt ngang giữa. Mỗi lần nhấn một phím thì phím đó được dịch vào 4 led bay đoạn từ bên phải. Ví dụ nhấn một kết quả thì bay led bay đoạn trước là dấu gạch và sau led bay đoạn thứ tư là số 1. Nhấn tiếp theo số 3 thì kết quả hai led bay đoạn trước là dấu gạch, này hai dấu gạch. Còn tiếp theo là số 1 và số 3. Bây giờ thì em xin đi vào phần cứng là vẽ mô phỏng protein mạch chúng ta, đó là gồm led bay đoạn EC74HC 573, EC595, EC74LS138, button nút nhấn, bit 18F4550, điện trở và các đó là điện trở. Đó là mạch rotor em đã vẽ sẵn và kết nối các chân với nhau. Đây là cái nút nhấn. Và bây giờ thì em xin chuyển qua phần mềm, đó là viết code cho bài tập chúng ta. Đầu tiên đó là chúng ta khai báo thư viện BigKit ship 1. Rồi tiếp theo là khai báo thư viện ma trận phím, đó là BigKit ship K4x4138. Khai báo biến, đó là ma trận phím các biến I1, I2, I3, I4. Các phím đây là chúng ta khai báo biến. Sau đó thì chúng ta đi vào viết vào phần hành chính. Set up bot EC chốt, set trick bot b 0x3c là khối tạo các chân rb2 tới rb5 là các chân nhận vào, còn từ rb0 rb1 rb6 b7 đó là các ngõ xuất. Tiếp theo đó là I1 bằng I2 bằng I3 bằng I4 bằng 0x BF. Có nghĩa đây là giải mã bay đoạn dấu cạnh ngang cho 4 led bay đoạn, 4 biến của chúng ta. Tiếp theo là vòng lập tuần hoàn quay tru mặt phẳng, ma trận phím khay nhấn F, ma trận phím khác không nhấn FF. Có nghĩa là chúng ta kiểm tra có nút nhấn nào đã được nhấn hay không. Sau đây yêu cầu đề bài, để thỏa yêu cầu đề bài thì I4 bằng I3, I3 bằng I2, I2 bằng I1 và I1 bằng mã bay đoạn của ma trận phím. Chúng ta xuất 4 led bay đoạn 4 số cho 4 biến và chúng ta delay coi thử nút nhấn nó được thả ra hay không, thời gian được thả để nhả. Và đây là đoạn code em viết cho theo đề bài. Chúng ta compile xem có lỗi không. Như vậy là đoạn code của chúng ta là báo không lỗi. Em xin sau đây là em sẽ nạp đoạn code đây vào phần cứng chúng ta đã vẽ phía trước. Đúng theo yêu cầu của đề bài, đó là đầu tiên chúng ta chưa nhấn gì hết thì bốn dấu gạch ngang của xuất hiện trên bốn led bay đoạn. Bây giờ em sẽ nhấn
này là nhóm số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Như vậy là em đã hoàn thành bài tập về nhà tuần này. Em xin cảm ơn.